Chết đi cực đi. Chết đi cực đi. Chết đi cực đi. Ê, tao xin lỗi. Chào mọi người trở lại với channel Moon. Và hôm nay mình sẽ trở lại với tựa game Stickman 5 Battle, nhưng mà của Nestle các bạn. Và game này chơi khá là vui nha, mà nói muốn hụt hơi luôn nha. Ok, chơi game này chơi online nhiều người, còn mấy game trước là chơi với mod máy các bạn. Chơi với máy á, đó, và các bạn thấy là khu súng, mấy cái có mấy cái súng hay là ngầu nha. Nhất là cái súng này, ok, mình sẽ vô chơi luôn, bay được luôn nha. What? Ghê vậy? Ủi liền, thôi vô, không quậy nữa, không phá game nữa. Vô bạn, trận đấu nhanh, mình sẽ chơi online nữa. Lên, đó, đủ má. Vô, vô. Vô. Đó, mình sẽ gặp mấy những hàng nước ngoài đồ nè các bạn. Ôi, ơi, ơi, mình là hàng vàng các bạn, mình là... Ôi, chết luôn. Ok, dán đầu vô. Kiếm. Quấn kiếm bạn. Thắng không ta? Ít, mày sợ liền. Chọi vô mặt. Chọi vô cái mặt. Chọi vô cái mặt. Chọi vô cái mặt. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Mày hả bưởi? Ơi, cháy, chọi. Ấy ấy ấy, từ 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 từ, hụt rồi. Ừ, nó trời hụt bạn hả? Gì đây, gì đây mày, gì đây? Rồi nằm thôi, nằm thôi bạn, cho bạn đó đánh nhau, mình chơi chó rồi mày. Trời ơi, gọi là dễ. Chơi chó lắm các bạn, mình á. Rồi xong, thích luôn. Rồi. Đỏ thắng bạn. Vô màn đó mà tự nhiên cái mình mất tích luôn bạn. Chơi không? Chơi không? Ôi, ôi, đi. Ui, ui, mấy rắn, đi rắn. Đi rắn. Đứng đây luôn bạn. Trời ơi, giết nhau đi. Ừ. Trời ơi. Đứng xem thôi, mình chơi chó mà. Súng. Cái gì vậy? Rồi, dính. Ê, ê. Ừ, hên. À, đồ. À, chơi chó không có kết cục rồi bạn ơi. Tự chết bất dám luôn. Đừng đi luôn nha. Ê, 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 ê. Lên, lên, lên. Lên. Xuống, 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 chơi, chơi, chơi. Lên, 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 xuống, xuống, chơi. Ừ, trời ơi, tóc biến ghê quá. Ơi. Nhảy, 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 nhảy. Nhảy, 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 nhảy. Nhảy, 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 nhanh tay lẹ mắt. Gì đây? Rồi rồi rồi, hiểu luôn, hiểu luôn, hiểu luôn. Rồi xong mấy bạn rồi. Mày sợ. Ủa còn thằng nữa, còn thằng nữa. Mày. Bắn chết bạn. Yes. 29 điểm. Quá nhẹ nhàng. Cái này bắn sao nhỉ? Cái này bắn sao nhỉ? Rồi. Ây da, tự chơi chết mình luôn. Màu xanh các bạn. Màu xanh với đỏ các bạn. Biểu tượng cái nhẹ. Ui bạn ơi, bạn xanh ơi. Yes, mình thắng bạn. Yeah, level 3 luôn. Mình sẽ bắt cặp 2x2 bạn. Ấy, mày quất nha. Mới vô mới quất tàu cá rồi. Quất. Mình sẽ chơi với đồng đội mình các bạn, 2x2 là 2v2. Bây giờ vô. Làm gì đây? Làm gì? Làm gì? Mày làm gì tao? Mày làm gì tao? Mình đâu? Mình đâu? Ủa? Đâu? Yeah.
một cân hết luôn rồi, giờ nó cân hết luôn các bạn. Kê kê xuống mạnh á, đục 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 đục. Xuống dính. Ai. Giết nó. Giết. Ừ. Hố đen vũ trụ kìa. Thằng này hố đen bên đây rồi các bạn. À, xanh thắng rồi mọi người. Xanh ghê thiệt á. Xanh chơi ghê các bạn. Mà mình chơi ngu vãi cứt. Chơi không? Mình đâu rồi? Đây đây đây. Nhảy. Ơi nhảy. Đúng rồi, giết nó. Đúng rồi. Đừng cho chơi. Yes. Yeah, rốt cuộc mình tay mình thắng rồi bạn ơi. Vô. Được. Yes. Mình ăn được một thằng bạn, mình ăn được một thằng. tên mình đang win. Vô. Ấy. Kiếm. Ấy, sorry. Làm gì không đi? Con đĩ chết, nó chết. Bớt nha. Chết đi. No. Đi. No. Thắng rồi bạn. Lát luôn. Vô. Làm cái gì? Nó làm cái gì vậy? Mày đi ngồi. Ủa con kia chơi chó bóp giá nhau rồi. Mình kia chơi chó bóp giá nhau rồi. Mà nó rồi mất tiêu luôn. Mất xác luôn. Ây da. Chơi nó. Ôi nó nhặt được hai gì kìa bạn. Hay vậy. Ơi, đỏ đi mất luôn rồi. Bây giờ đỏ thắng rồi bạn ơi, đỏ thắng rồi. Ơi xanh thắng. Cây nha. Đúng rồi, xuống. Đi. Chết đi con đi. Ơi tao xin lỗi. Đứng dưới đó mình không biết các bạn. Nó nãy vô cái đầu mà. What the. Mình nãy vô cái đầu nó bạn. Mày chơi không? Ơi trời. Xem ngủm. Ôi. Ây da. Ừ. Mình vẫn thua cái hàng xanh bạn ơi. Shit. Ơi. Ây. Súng. Vô, bước. Ủa xây đi chứ. Ôi. Ủa mình chết rồi. À. Chu cha mẹ ơi, cứ tưởng hàng kia là của mình. Xanh nó bắn như một đúng rồi luôn. Ủa cho mình là 2 nha. Ok, mình chơi game đến đây thôi. Nếu bạn thích video này hãy để lại mình một like, một subscribe nha. Ngoài ra chia sẻ để tặng lên. Mình làm tiếp video tập sau. Bye bye.